Chị ơi, mua giùm tờ vé số chị, chiều rồi sắp hết giờ sổ rồi, mua giùm đi chị. Mua nè, mua nè, mua nè. Đàn ông gì mà chơi vậy đĩa vậy á? Đã nói không mua rồi. Thứ gì đâu mà đàn ông đi bán vé số. Mà đã hoài đó, người ta không mua rồi hà. Đàn ông gì vậy? Đứng dài chai động thì sao không tìm việc làm à, mà đi bán vé số. Chị ơi, tại vì vợ tôi bệnh, tôi mới đi bán kiếm tiền chữa bệnh cho vợ tôi. Chứ tôi không có ý gì đâu. Vợ ông bệnh á thì kệ ông, không có liên quan gì tới tôi hết. Mua hoài vậy có chút gì đâu mà mua. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi hai chị, mốt tôi không dám mời nữa đâu. Thôi ông đi đi. Đi đi khai bán đi. Nè, tôi nói cho ông biết kìa, ông bán ở đâu thì ông bán, ông không được nói vợ tôi bán nghe chưa. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi hai chị, mốt tôi không dám mời nữa đâu. Bà ơi, cơm giá hết rồi, bà đừng ăn nữa, cơm giá hết rồi, đừng mua cơm khác cho bà, cơm giá hết rồi. Ăn nhiều nhiều vô như con. Ủa, hình như ai giống trong Phương bán vé số vậy ta? À, hôm bữa con thấy chú Phương lượm cọng sườn thừa của người ta đem về cho cô Phương ăn đó mẹ. Vậy hả con? Dạ. Uống nước đi bà. Hôm nay á, tôi có rủ bà con hàng xóm tới, có mang ít trái cây với đồ ăn tới cho anh chị nè. Anh cứ cầm lấy đi. Cảm ơn bà con cô bác nhiều lắm. Đây con. Anh tôi chị... cũng cảm ơn bà con hàng xóm nhiều lắm. Trời ơi, anh chị có khó khăn gì sao chịu nói với tụi tôi. Dù gì mình cũng bà con hàng xóm với nhau không à. Cứ nói người ta mới biết để còn giúp đỡ mình được chứ. À mà nè, mấy cô chú ở xóm mình nè, có gom góp được một ít tiền, anh cứ cầm lấy á để mà mua thuốc cho chị, đừng có ngại nghe không. Mình là bà con hàng xóm với nhau không à. Rồi, cũng cảm ơn bà con hàng xóm nhiều lắm. Thôi tụi tôi về nghe. Dạ. Chị gắng uống thuốc cho mau hết bệnh nha chị. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Em về à? Dạ. Tiền bà con cho đó, dành mua thuốc cho bà nha. Cố gắng vui vẻ đi.
uống thuốc hết bệnh nha, đừng có buồn nha, có tôi bên cạnh rồi. Ừ, nhiều mua thuốc ha, mai là mua thuốc. Tình làng nghĩa xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đừng tưởng chỉ có ở trong phim đâu nha, ngoài đời cũng có nè. Thằng chó, mày suy nghĩ sao mà mày lấy số người ta quá trời luôn mà mày đưa 5.000 vậy? Mày không có lương tâm hả? Mày thấy người ta mù rồi mày gạt người ta hả? Đồ cái đứa mất dạy. Đúng được thôi, là mày căng gì? Căng cái bà nội mày. Người ta già cả rồi mày cũng không tha nữa. Mày có đứa cái cha mẹ không biết dạy mày hả? Thôi Phương ơi, Trung á không dám đưa tiền nhiều. Đưa nhiều á nhiều khi nó giật luôn cọc giấy số của Trung á. Nhưng mà cái này bị hoài á, riết nó quen rồi. Với bán giấy số gì đam mê mà. Trời ơi, đam mê cái gì nữa trời. Anh khổ rồi, anh đi bán giấy số đã không thấy đường. Nó gạt anh một cọc giấy số nè, anh biết không? Cái thứ không cha không mẹ vậy. Cái thứ đó hả, đẻ hả, sanh đẻ không trường tồn, sống không tồn tại. Con cháu chết hết á, mà mày vẫn còn sống đó. Đừng có đẻ. Thôi, đừng có chửi nữa, chửi hoài vậy mang tội đó. Đừng có chửi nó nữa mà. Tội cái gì mà tội? Người tội nhất là anh nè. Đó, anh đi bán lời bao nhiêu hả mà nó gạt anh như vậy mà anh còn nói nữa. Nè, số anh nè, tiền nè. Thôi, anh đi vô trong, tôi lấy bánh mì cho anh ăn nha. Nè, bánh mì nè, anh ăn đỡ đi. Hôm nay á, em bán hết thịt với rau rồi. Còn bánh mì không à, anh đỡ nha. Nè, con sao rồi? Ngon lắm. Một ổ 3.000, 10.000, 3 ổ đây. Vé số đây bà con ơi, vé số sắp mua chuyện sổ đây. Mua vé số đi bà con ơi. Vô đây, cướp. Cướp được không nào? Tại sao mày thấy người ta mù mà mày cướp người ta vậy? Trời ơi, đồ quấn mất dài. Người ta mù mày cũng không ra nữa. Thôi, đừng có chửi nữa. Nó giật riết quen rồi. Trời ơi, quen cái gì mà quen? Giấy số bao nhiêu tiền, một tờ lời có mấy đồng bạc, nó giật hết của anh một cọc hết trơn rồi, anh thấy chưa? Thôi mà, cái này riết quen rồi, nó giật cái hàng ngày luôn, nhưng mà thôi đừng có chửi về mang tội lắm đó. Anh có gì á, Phương lo lắm đó. Nhưng mà không sao đâu Phương ơi, anh quen rồi nhưng mà không sao, anh có chừa lại 2 tờ số cho em nè. Nếu mà trời thương á, cho mình trúng số á, tôi cưới bà luôn đó. Mơ đi. Thôi, sao anh để bán đưa cho em chi? Thôi, nếu mà trúng á thì trời cho, còn không trúng á thì trò chơi mà. Anh nè, thôi vậy thì bầu trời mà cho trúng á thì Phương cũng chịu, Phương cưới anh luôn. Rồi hả, Phương dẫn anh về nhà, Phương mở một tiệm bánh mì to, thật là to. Anh làm bánh mì, Phương đi bán bánh mì nha. Trúng số rồi em. Trúng rồi hả? Trúng đâu mà trúng. Trật rồi. Tôi nói với anh rồi, đi bán đi, để làm chi 2 tờ số mất 20.000 uổng không? Thôi em, không trúng cũng không sao đâu mà. Sao gì? Ba cái vé số này á, mua 80 năm á cũng không trúng nữa. Làm á mất á 20.000 á, hết tô hủ tiếu của tôi rồi đó. Thôi bỏ đi. Nếu lần này mình không trúng á, biết đâu á lần sau á thần tài á gõ cửa cho em sao. Phương ơi, Phương bán cho anh nổi mì. Phương, bà Phương á, hôm qua bà trúng số á, bà bỏ xứ đi rồi ông ơi. Hôm qua á hình như bà trúng 2 tờ giấy số được cắt nên lên Sài Gòn sống luôn rồi. Ủa, ông không hay biết vậy luôn hả? Thật hả? Hả? Trúng số rồi em. Trúng rồi hả? Trúng đâu mà trúng. Trật rồi. Bà này á, bà trúng số sao bà em nghe hả? À? Trời đất ơi, gì đâu người ta thấy trúng số rần rần, còn đâu bà gì đâu mà bị tức bị tâm gì trơn á. Trời ơi, bà đi mà ông không hay biết gì luôn á hả? Bà trúng số xong bà cứu đi luôn.
âm thầm vậy đó. Ông sao vậy? Bà trúng số xong bà cuốn đi đi. Âm thầm vậy đó. Nếu mà trúng á thì trời cho, còn không trúng á thì trò chơi mà. Đó, bà con thấy chưa? Đừng có tưởng là người ở gần mình, quan tâm chăm sóc cho mình đều là thật lòng với mình đâu. Đừng cứ nghĩ là ở trong phim mới có, ngoài đời cũng có thật đó nha. Đây hàng này cô mà không nhận đó cho em tưởng nó gia đình tôi như thế nào á. Thì chú nói với công ty là khách hàng không nhận cũng được mà, dễ quá đi chú ơi. Món ăn này á cả đời gia đình tôi cũng giống lắm ăn. Vợ tôi đang ở nhà chữa bệnh. Con nói thiệt chú nghe nha, hiện giờ trong túi con không có còn 2 triệu nữa. Xin lỗi chú nha. Tôi còn xin cô đó. Từ đằng xa tôi nghe rồi, hình như có ai bùm hàng chú phải không chú? Tôi luôn cực khổ kiếm tiền để đi vợ bệnh. Mà nói nè, đặt hàng mà không nhận hàng. Ai mà ác nhân vậy chú? Con không. Rồi, tôi biết địa chỉ này rồi. Để tôi kiếm con nhỏ đó, tôi xử lý cho chú. Chú cho tôi số điện thoại. Có gì á tôi kiếm nó, tôi lôi đầu ra. Nè cô, rồi nè chú, được rồi, chú chờ đi, tôi giúp chú. Thôi chú bình tĩnh đi. Vậy đi chú, tôi đi kiếm, tôi giúp chú. Tôi biết địa chỉ này, chú yên tâm. Có gì tôi kiếm nó, tôi điện thoại tôi giúp chú. Nè em gái, em có phải là Hồng không vậy? Đúng rồi chị. Đúng hả? Sao bà quýnh tôi? Mày có phải là mày mới đặt một đơn hàng mà mày không nhận, mày bơm hàng của người ta không? Em đâu biết gì đâu, em đâu có đặt vậy. Không biết hả? Mày nói một tiếng nữa đi. Tao đặt cho mày nghe, đừng muốn hỏng nó mũi mày tính không? Hả? Có, em có đặt. Trời, mày tin á. Cái đơn hàng của người ta 2 triệu bạc, vợ con người ta cực khổ nè, hả? Người ta già cả đấy nè, mày có còn là con người hay không? Hả? Em xin lỗi chị. Mày đi đâu? Đi đâu? Bà bây giờ mà bà không đi, hang má con quýnh bà rớt có hành ra không con đi đâu? Không đi mà. Đó, mày nhìn đi, con quỷ. Mày nói gì đi chứ? Chú cho con xin lỗi vụ chuyện mà con bơm hàng 2 triệu của chú nha chú. Con tính đặt chơi cho vui thôi à. Tại vì con không có biết chú mà từ thành thị giao xuống miền quê của con xa như vậy. Con xin lỗi. Thì ra cô là người bùm mấy con cua đó hả? Dạ là con. Mặt mũi cô cũng sáng sủa. Sao cô làm chuyện ác nhân vậy? Cô nhìn nè, vợ tôi bệnh nằm đây, gia đình tôi chỉ có cái trò nhỏ này thôi. Dù giàu hay nghèo á, cô cũng hên làm như vậy. Đừng có bồng hàng người ta, tội lắm em đúng không? Xin lỗi. Người ta nghèo khổ vậy, mày thấy chưa? Mày bồng hàng người ta, mày ác quá vậy, mày có bộ không người không vậy? Hả không vậy? Em xin lỗi mà, em không biết. Dạ, con có nhiêu đây, con gửi chú. Ủa? Cô nói con không có tiền mà. Dạ con có, mà tại vì con không có muốn lấy hàng của chú á, nên con nó không, nó giấu chú đó. Mày càng nói nó càng muốn giọng như cái họng á mày. Dạ, mày đừng có ác như vậy.
Này, tôi cũng có vài trăm, cô ít lòng nhiều, cho tôi gửi thêm để mua thuốc men cho vợ chú nha. Mà mỗi ngày á, chú chạy như vậy kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Nó thành lợi lớn quá. Ngày chú kiếm được 80 đến 100 ngàn à. Trời ơi, mày nghe chứ con xuất vật. Người ta đi làm mà mày bón kiểu đó, một ngày người ta mất mấy chục ngàn. Vợ có người ta bệnh nữa, mày có còn là con người không hả? Xuất vật. Cô bà xin lỗi rồi, cô đừng làm gì nữa. À nè, mời con chú của cô nè, không ai đụng vào hết. Cái gì vậy ba? Cái thùng cua này là của tao. Cái đó của em, thùng cua của em mà. Của mày nữa hả? Mày có biết ngày hôm nay á, cả ngày tao đi kiếm mày quá mệt mỏi nè, tao chửi mày tao cũng mệt mỏi nè. Cho nên á, tao phải được hưởng cái thùng cua này, tao ăn cho lại sức, để tao trừng trị mấy cái con khốn nạn, cái đứa bom hàng như mày tao không mơ. Mày biết chưa? Mày vô nhân đạo. Tao dạy cho nó một bài học cho mẹ coi. Tôi tặng cô một câu: khi bọn trẻ chổi đá vô con ếch chỉ để đùa vui, nhưng con ếch nó không chết đùa mà nó chết thiệt. Mày hiểu không mày? Dạ em hiểu, em hiểu. Đi về nào, coi liệu hồn nó xin lỗi người ta. Nhớ lấy. Ba, hồi nãy con nói câu đó con hiểu không? Hiểu chết liền á, con mới coi cho tớp. Trời ơi, Bình Hằng làm gì để cho bị chửi rồi bị đánh? Mọi người đừng nên bắt chước như cô này nha. Làm người giao hàng khó khăn và vất vả lắm. Mình không giúp được họ thì đừng nên làm tổn thương họ. À, mọi người đừng nghĩ đây là trên phim ảnh nha. Ở ngoài đời có thật đó. Nếu mày trả lời mà tao cảm thấy hài lòng á thì tao gả con gái tao cho mày. Lén rồi hả? Lén thì nói đi. Dạ, bác cứ hỏi à. Bây giờ nè, một túi tiền với một túi đạo đức mà để dưới đất á, mày lụm túi nào? Dạ, theo con là con sẽ lụm túi tiền. Tao á, tao lụm cuốn đạo đức. Dạ thì người ta thiếu cái gì thì người ta lụm cái đó thôi. Mà cha mày, mày có mơ tao gả con gái tao cho mày? Bác, con nói đúng rồi bác. Đúng cái mã cha mẹ mày đứng đây đó. Trời ơi, bác gả con gái bác cho con, nhưng mà con chừng bé ế á. Đúng cái cù lô tao nè. Bình tĩnh bác. Mày đứng đây đó, mày nói ra coi, ý mày sao? Ý mày nói á, tao thiếu đạo đức hả? Không phải, con nói đúng rồi bác. Cha à, cái tánh Thanh Bảo từ xưa tới giờ là vậy mà. Thiệt tình cái cù lô tao nè. Cù lô tao mới gả con gái tao cho mày. Con gái tao là cành vàng lá ngọc, ở xóm này con gái tao đẹp nhất. Dạ, con nói thiệt với bác á, là con thường xuyên không phải vì nhan sắc đâu bác. Vậy mày bằng cái gì? Con thường xuyên là vì cái tính thiệt thà của Xuyên, hên là không có giống bác á. Thấy chưa, cái thằng mất dạy này, mày thấy thằng vệ mày chưa? Nó cà khịa tao suốt, mai á chưa làm con rể tao đó, tao cấm. Từ nay mày quen nó nha. Không biết á, khi nào á, cha em mới cho hai đứa mình quen nhau nữa. Xuyên, anh sẽ cố gắng thuyết phục ba em mà. Em yên tâm đi. Yên tâm cái gì? Đã ngày hôm qua cha em hỏi như vậy á là muốn anh nó trả lời cho hài lòng ổng. Ai ngờ anh trả lời chớ quớt à. Tại anh thấy sao nói vậy thôi. Tại ba cũng khó chứ bộ. Ừ, tao khó đó. Thiệt, tao không gả con gái tao cho mày đâu. Anh nói thiệt nha, ba em khó như vậy, không biết làm sao mà ai ở với ổng cho được nữa. Anh nói gì kỳ vậy? Dù gì cũng là cha em phải ở với cha em chứ. Nhưng mà anh cũng phải làm sao á thuyết phục cho cha em á là anh cho anh cưới em đi chứ, để vậy hoài hàng xóm thấy em ngại. Thôi mà, hay là mình bỏ trốn nha. Bỏ trốn? Đúng rồi. Cái thằng mất dạy này, mày dám rủ con gái tao bỏ trốn cho mày hả? Cha à, cha làm khó quá, con bỏ nhà cũng theo anh Bảo luôn á. Cho mày ăn nhiều quá rồi mày lú hả? Tao không gả con gái tao cho mày đâu. Yeah. Bác, bác, bình tĩnh.
bình tĩnh bác ơi. Con nói bác nghe nè, bác. Cha buông tay con ra coi, cha nắm tay con đau quá nè. Ban đầu tao đã không ưa mày rồi, mày dám đủ con gái đâu, bỏ trốn là mày làm ngon dữ lắm rồi đó. Cha lúc nào cũng vậy hết trơn á, có bao giờ á cha tôn trọng quyết định của con đâu. Cha chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tốt hả? Có bao giờ cha nghĩ tới cảm xúc của con chưa? Từ ngày mẹ mất tới bây giờ, cha luôn luôn lúc nào cũng cáo gắt khó khăn với con. Con thương ai thì con cưới người đó. Bây giờ mà cha không cho con cưới anh Bảo, con bỏ nhà con đi luôn. Thôi được, tôi hỏi cô Bảo nè, con lấy con gái tôi về, con làm cái gì, con nuôi con gái tôi? Tôi làm gì kẻ cha tôi chứ? Con gái ông có bị tai biến đâu mà bắt tôi nuôi. Có tay có chân tự đi làm tự ăn chứ bị đục đâu. Bà nội cha mày, không bao giờ tao gả con gái tao cho mày. Cha lúc nào cũng vậy đó, con hỏi câu đầu lao không à. Con lớn rồi, con 30 tuổi rồi, con yêu ai, con thương ai là chuyện của con. Cha, cha đánh rồi. Cha xin lỗi, cha lỡ tay, cha chỉ muốn tốt cho con thôi. Tốt, tốt cái con, con sống với ông á, là với ông tốt đó. Con ước gì con không có người cha như ông. Nó sống với tôi là khổ. Trời ơi bà ơi, con chi nó ở với tôi không tốt. Quý vị thấy chưa, không có cha mẹ nào mà không thương con cái cả. Nhiều khi ngoài mặt ưa mắng chửi, đánh đập, đố kỵ và ganh ghét như vậy đó, nhưng thật ra trong lúc nào cũng thương con vô bờ bến. Cho nên đừng bao giờ thốt ra những lời nói thiếu suy nghĩ mà làm tổn thương đến cha mẹ. Nè, mà đừng nghĩ trên phim có, ngoài đời cũng có.